nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách văn hóa thông tin ở các xã phường thị trấn trong tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2021-2025. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 4 dự án thuộc chương trình Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với hoạt động chính là truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh luôn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang bị phương tiện tác nghiệp, thiết lập cụm thông tin cơ sở. Tại lớp tập huấn, cán bộ phụ trách văn hóa, thông tin cơ sở được truyền đạt những kỹ năng báo chí trong sáng tạo tác phẩm, kỹ năng biên tập tin bài cho các chương trình phát thanh, đăng tải lên các trang thông tin điện tử cấp xã và các sản phẩm thông tin khác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, các đại biểu còn nghiên cứu những văn bản của Trung ương, của tỉnh về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua đó định hướng nội dung tuyên truyền về giảm nghèo, giúp họ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.